Chỗ này được xin phép gửi lời chào đến các bạn học sinh 2K7. Ngày hôm nay thì thầy làm một video ngắn tầm cỡ là hơn 10 phút thôi. Đó là tìm M để hàm số lượng giác có tập xác định D là R. Thì đây là một trong những câu hỏi khó. Bởi vì nhắc đến lượng giác xin có tăng cô tăng cái gì đâu mà tùm lum tà lưa hết trơn à, quá trời công thức. Nên là thầy sẽ quyết định làm những video ngắn ngắn này để giúp cho các em học tập tốt hơn. Rồi, bây giờ chúng ta vào bài tập thôi ha. Đầu tiên là câu A. Người ta cho cái hàm số y bằng m trừ cos x. Rồi, câu A. Y bằng căn bậc 2 của m trừ cos x. Thì nhắc đến kiến thức của chương trình lập chính thì cái đây là một cái căn bậc 2. Thì điều kiện là biểu thức trong căn lớn hơn bằng 0. Đúng nè, điều kiện là biểu thức trong căn lớn bằng 0. Rồi, chúng ta sẽ ghi nè. Để hàm số có tập xác định là R khi và chỉ khi M trừ cos x sẽ lớn hơn bằng 0 với mọi x thuộc R. Đó. Tập xác định D là R khi nào? Khi biểu thức trong căn này luôn luôn lớn hơn bằng 0 với mọi x thuộc R. Rồi, xử lý tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển vế ha. Giữ M một bên, những gì không liên quan đến M mình chuyển vế một bên. M lớn hơn bằng cos x với mọi x thuộc R. Rồi, dòng này tiếp tục nhìn đây. Như chúng ta đã biết được, cos x, sin x thì nằm trong cái đoạn là trừ 1 đến 1. Anh cos và anh sin thì tập giá trị của nó là nằm trong cái đoạn là trừ 1 đến 1. Có nghĩa là nhỏ nhất của nó là trừ 1, lớn nhất của nó là 1. Vậy ở đây các bạn để ý nè, M lớn hơn bằng cos x với mọi x thuộc R khi nào? Khi và chỉ khi M lớn hơn bằng. Dấu lớn thì mình lấy cái con số max của nó lớn hơn bằng 1. Còn nếu mà dấu bé thì mình lấy con số min. Để chỗ này nha, M chỉ cần lớn hơn bằng max của cos x. Max của cos x chính là 1 là xong. Một câu ngắn gọn xúc tích, đơn giản chỉ thôi. Để cái chỗ đó, lớn là max, bé là min. Rồi, ngon lành ha. Câu B, đơn giản dễ hiểu ha. Rồi, căn bậc 2 của 2 sin x trừ m. Cách làm tương tự như vậy. Thầy đổi màu viết cho ghi dễ nhìn nha. Để hàm số có tập xác định R khi và chỉ khi, một lần nữa, căn bậc 2 thì điều kiện là biểu thức nằm ở trong căn lớn bằng 0. Rồi, tiếp tục. Trừ M chuyển qua, ở đây thêm vô là với mỗi x thuộc R nha. 2 sin x lớn hơn bằng M với mỗi x thuộc R. Tiếp tục. Đang nhân 2, chuyển qua thành chia 2. Sin x lớn bằng M phần 2 với mọi x thuộc R. Rồi, bây giờ chúng ta cùng vào. M phần 2 là như thế nào? Bé hơn bằng, đúng chưa? M phần 2 bé hơn bằng. Bé hơn bằng sin. Vậy là bé hồi nãy thầy nói rồi, lớn là max, bé là min. Vậy min của sin là nhiêu? Min của sin là trừ 1, ghi vô. Bé hơn bằng trừ 1. Tiếp tục, M bé hơn bằng trừ 2. Xong một bài toán. Vậy là ở đây M lớn hơn bằng 1 thì hàm số này có tập xác định D là R. Ở đây M bé hơn bằng trừ 2 thì hàm số có tập xác định là D bằng trừ R. Tiếp tục nữa, qua câu C ha. Câu C. Dễ chưa? Dễ hiểu chưa? Được ha. Để ý nó, mỗi câu là mỗi dạng khác nhau. Thì hy vọng là qua 4 câu này, mai mốt các bạn học trò làm bài kiểm tra sẽ tốt nha. Trừ 1 cos x cộng m. Cũng ghi câu thần thánh ra. Để hàm số có tập xác định là R khi và chỉ khi. Đây là một phân thức, mình có điều kiện là mẫu thức sẽ khác không. Cos x cộng m khác không với mọi x thuộc R. Chuyển vế, cos x khác trừ m với mọi x thuộc R.
Đây, để quay lại bài toán. Cos và sin thì nằm trong cái đoạn trừ 1 đến 1. Cos và sin nằm trong cái đoạn trừ 1 đến 1. Vậy nếu như m này nè, cái trừ m này nè, nó nằm trong cái đoạn trừ 1 đến 1 thì sẽ có ra điều kiện x khác mấy. Vậy là chỉ cần cái này m trừ m nè, nó không có nằm trong cái đoạn trừ 1 đến 1 là ok. Khi và chỉ khi trừ m không có thuộc cái đoạn trừ 1 đến 1. Rồi, không được thuộc cái đoạn trừ 1 đến 1 là ok. Được chứ nè, mình hiểu như thế nè. Cos x nằm trong cái đoạn trừ 1 đến 1, trừ m không nằm trong cái đoạn trừ 1 đến 1. Hai cái rời rạc nhau thì chắc chắn sẽ khác nhau. Hiểu đơn giản như vậy. Cos x là nằm trong đoạn trừ 1 đến 1, còn trừ m không nằm trong đoạn trừ 1 đến 1 thì chắc chắn hai cái này sẽ khác nhau. Đúng chưa? Rồi, tiếp tục. Trừ m không nằm trong đoạn trừ 1 đến 1, vậy làm trong đoạn nào? Nó sẽ nằm trong hai cái trường hợp sau đây. Một là trừ m sẽ bé hơn trừ 1, hoặc là trừ m sẽ lớn hơn 1. Đó, dễ cái trục ra nè, cho các bạn hình dung nè. Trừ 1 nè, 1 nè. Bây giờ nó không nằm trong đây, nó không nằm trong đây, vậy là sẽ nằm ở đây. Nằm đây là gì? Là bé hơn trừ 1. Nằm đây là gì? Là lớn hơn 1. Được chưa? Được ha. Dòng trên giải theo dòng trên. Trừ m bé hơn trừ 1, m lớn hơn 1. Trừ m lớn hơn 1, m bé hơn trừ 1. Rồi, đây là kết quả cuối cùng của bài toán mình. Ổn nha, ổn ha. Rồi, câu D. Nhìn kỹ một tí nữa. Câu D nhìn nó dài dòng quá, nó hẹp một tí, nhưng thật sự nó không khó. Này, hồi nãy thầy ghi nó hơi bị sai đề nên thầy chỉnh lại đấy. Cố gắng nhìn nha. Câu D nè. Y bằng căn bậc 2 của cos bình x trừ 2 cộng m cos x cộng 2m. Câu Y này nó giống câu B và câu A. Điều kiện để hàm số có tập xác định là R, đúng không nè? Rồi, ghi cái câu ra ha. Để hàm số có tập xác định là R. Rồi, thì cos bình x trừ 2 cộng m cos x cộng 2m cần phải lớn hơn bằng 0 với mọi x thuộc R. Nhân phân phối vào. Nhân phân phối vào. Nhân vô nha, nhân vô, nhân vô. Cos bình x trừ 2 cos x trừ m cos x cộng 2m lớn bằng 0 với mọi x thuộc R. Dấu trừ đưa vô rồi nha, trừ 2 trừ m nên mới ở đây mới có dấu trừ này, ở đây có dấu trừ này. Lưu ý chỗ này ha. M cos làm như thế chung, đặt cos ra ngoài. Ở đây sẽ là cos bình trừ m. Cos cos x trừ m, sorry. Nhìn này nha, cos bình x trừ m cos x, hai này nhóm lại đặt cos x làm nhân tử chung thì nó sẽ còn lại là cos x trừ m. Ở đây là trừ 2 cos, ở đây là 2m, đặt trừ 2 ra ngoài cũng còn lại là cos x trừ m lớn bằng 0 với một x thuộc R. Tiếp tục, cos x trừ m, cos x trừ m làm nhân tử chung một lần nữa sẽ còn lại là cos x trừ 2 lớn hơn bằng 0 với mọi x thuộc R. Ở đây mình thấy được một điều, cos x trừ 2 thì chắc chắn sẽ khác 0. Bởi vì cos x nó chỉ nằm trong đoạn trừ 1 đến 1 thôi. Được chưa? Cos x chỉ nằm trong đoạn trừ 1 đến 1 thôi thì anh này chắc chắn sẽ khác 0 rồi. Vậy là anh này chắc chắn sẽ khác 0, mà thậm chí anh này là âm hay dương, chúng ta suy nghĩ ha. Anh này chắc chắn sẽ không, mà anh này âm hay dương. Cos x nó chỉ nằm trong đoạn trừ 1 đến 1, lớn nhất của nó là 1, maximum của anh cos là 1. 1 thế vô ra được trừ 1. Rồi, ở đây chúng ta ra được nè. Đầu tiên ta có nè, ngoặc nhỏ nha, ngoặc nhỏ nha, ngoặc nhỏ chứ phải ngoặc vuông, vì hai trường hợp này phải kết hợp một lúc. Cos x trừ 2 thì cái anh này luôn luôn bé hơn 0 với mọi x thuộc R rồi.
Đúng chưa, đúng chưa? Chúng ta suy nghĩ cái có ít nó nằm trong cái đoạn trừ 1 đến 1, nhỏ nhất của nó là trừ 1, thế vô ra được là trừ 3. Lớn nhất của nó là 1, thế vô ra được âm 1. Vậy chắc chắn là sẽ âm với mỗi kỹ thuật R. Vậy anh này âm, anh này biết âm rồi thì anh phía sau phải như thế nào cả? Đố các bạn học trò đó, suy nghĩ cả. Đây là phương trình tích A nhân B lớn hơn bằng không khi nào? Khi A và B cùng dấu, A và B cùng dấu, anh B âm thì anh A phải âm theo. Nhưng bất phương trình mình có dấu bằng nên ngay đây có dấu bằng. Được chưa? Với mọi x thuộc R. Rồi, dòng này đúng rồi, ghi dòng cái này. Chuyển qua M lớn hơn bằng cos x với mọi x thuộc R. Một lần nữa quay lại câu này. Lớn hơn bằng thì gì? Lớn hơn bằng thì mình lấy giá trị, lấy giá trị cả, lấy giá trị max ha. Bé là min, nhớ nha. M lớn bằng 1. Xong một câu. Hy vọng qua bốn câu này ngắn ngủi, thời gian không có nhiều nhưng giúp các bạn học trò có được một lượng kiến thức hay. Nhớ đăng ký kênh thầy. Và nếu như có vấn đề gì cần bình luận hay cần trao đổi hay muốn thầy làm nội dung nào nữa thì cứ bình luận đi. Thầy sẽ đọc bình luận của tất cả các em đấy và sẽ chọn ra bình luận phù hợp và yêu cầu nào đó thầy sẽ làm video về vấn đề đó. Rồi, tạm biệt. Ráng thi nha, ráng thi nha.